Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Long Thịnh Web Hôm nay là cái ngày Halloween Long sẽ chia sẻ cho các bạn một tin chấn động là Inet vừa tung ra một cái chương trình hot tin Nó giảm giá tới 68% Nếu các bạn đang có kế hoạch mua hot tin Hoặc là mua tên miền MLVPS để chúng ta làm web Thì các bạn hãy đăng ký trong ngày hôm nay Tất cả các chương trình sản phẩm số của nó đều đang giảm giá rất là sâu nha các bạn ha và chúng ta phải đăng ký một cái dịch vụ như là tin để chúng ta sử dụng ngay. Hoặc là các bạn đang có kế hoạch làm web thì các bạn nên tận dụng liền cái cơ hội lúc này vì nó giảm giá tới 68%. Và làm sao đăng ký cái chương trình như thế này để tin nó được giảm giá thì Long sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta đăng ký ha. Đầu tiên, các bạn mở một cái trình duyệt web của mình lên. Chúng ta di chuyển vào trang longthinhweb.com/inet để chúng ta truy cập các bạn truy cập vào là longthinhweb com inet. Nếu các bạn dùng website WordPress thì mình sẽ di chuyển vào phần hosting của WordPress, phần cloud, WordPress hosting. Thì ở trong này hiện tại nó giảm giá đến 68%. Ở gói một website bình thường mình mua 29.000 một tháng, hiện tại nó giảm còn là 9.280 đồng một tháng. Với cái gói này thì dung lượng của nó là 512 mb băng thông không giới hạn và miễn phí SSL. Nếu mà mình dùng nhiều khoảng bao website thì mình mua gói cơ bản là 3GB Bình thường mình mua là 69.000 một tháng thì hiện tại nó chỉ còn 22.080 đồng một tháng Còn gói thông dụng phổ biến này Bình thường mình mua là 149.000 một tháng hiện tại nó chỉ là 47.680 đồng một tháng Nó giảm giá tặng 68% Ở cái gói này website của mình thêm vào là không giới hạn Dung lượng SSD nó tặng 6GB Băng thông là không giới hạn SSL nó miễn phí khi mình mua hot tin ở INET thì được INET tặng cái bộ thêm và booking win bản quyền. Những hot tin ở INET đều hỗ trợ LaserBit nên nó tăng tốc độ của web WordPress mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn không sử dụng website WordPress thì mình vào phần hot tin. Ở trong này nó có rất là nhiều gói như là Turbo hot Web hot hoặc là Business hot Cái gói mà thông dụng là Turbo hot thì hiện tại nó cũng giảm đến 50%. Ở gói 99.000 hiện tại nó chỉ còn là bộ. 49.500 đồng Thì những gói này thông số thì nó đều cắt được cao ha Ví dụ như là chip xử lý là Intel này Không giới hạn website này Băng thông là không giới hạn này à, miễn phí RAM là 3GB CPU là 2 core Nếu các bạn đang làm website hoặc là đang có kế hoạch làm website Thì mình hãy mua ngay một gói này Để cho nó tiết kiệm chi phí của mình Ở đây INET nó cũng đang giảm giá về tên miền email, VPS thì các bạn cần cái dịch vụ nào thì mình vô mình sẽ đặt mua dịch vụ đó bây giờ long sẽ hướng dẫn mình cách đặt mua một cái tin trên wordpress các bạn vào phần wordpress mình vào phần là cầu lô hot tin wordpress ở phần gói đăng ký này mình sẽ chọn một gói đăng ký để mình đăng ký mua một cái hot tin tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi bạn thì mình sẽ chọn cái gói học tin cho phù hợp nếu mà mình sử dụng tương đối thì mình sẽ mua gói phổ biến này nó sẽ không giới hạn website của mình các bạn có thể mua gói này để mình sử dụng cho website chính mình sẽ tạo thêm nhiều cái website vệ tinh để nó hỗ trợ sale của web chính của mình còn nếu bạn nào dùng nhiều hơn thì mình có thể là chọn gói chuyên nghiệp hay là cao cấp rồi mình bấm vào phần đăng ký ở một thời gian này các bạn chọn cái thời gian mình đăng ký ở đây mình có thể là đăng ký 6 tháng 1 năm 2 năm 3 năm hoặc là 5 năm các bạn đăng ký thời gian sử dụng càng nhiều thì chi phí mình nó cần tiết kiệm ha ở đây Long sẽ đăng ký 1 năm bình thường gói này mình phải trả 1 năm là 1 triệu 966.800 đồng thì hiện tại nó đang giảm giá 68%, mình chỉ phải trả là 629.376 đồng. Thì INET đã giảm giá cho mình đến 2 phần 3 rồi. Nếu bạn nào mà có ý định mua thì mình mua ngay trong ngày hôm nay để cho nó được giảm giá. À, nếu mà chương trình giảm giá 68% này nó hết thì các bạn vào lại cái link của mình là longthinhweb.com.inet Các bạn nhập cái mã giảm giá ở phần này là longthinhweb thì mình sẽ được giảm giá 30% trên cái đơn hàng này. Sau đó các bạn bấm vào tiếp tục để mình qua phần thanh toán. Ở phần thông tin đăng ký dịch vụ này mình sẽ nhập đầy đủ họ tên, quốc gia, email, tỉnh, thành phố. Thì những cái thông tin này mình sẽ nhập chính xác thông tin của mình để mình thanh toán. Ở cái phần xuất hóa đơn điện tử này nếu mà bạn cần xuất hóa đơn thì mình tích vào đây. Ở thông tin xuất hóa đơn này mình sẽ nhập cái mã số thế và thông tin xuất hóa đơn của mình vào đây. Còn nếu các bạn không muốn xuất hóa đơn thì mình bỏ tích phần này đi. Sau đó mình sẽ bấm vào thanh toán thì ở các phần thanh toán này nó có hai hình thức thanh toán là thanh toán online và thanh toán chuyển khoản nếu các bạn muốn thanh toán online thì mình kích vào cái phần thanh toán online này ở trong này nó cho phép mình là thanh toán qua thẻ ATM nội địa thanh toán thẻ quốc tế Visa Mastercard hoặc là các bạn có thể thanh toán qua ví Momo hoặc là VNPay còn các bạn muốn thanh toán chuyển khoản thì mình kích vào phần thanh toán chuyển khoản này ở trong phần thanh toán chuyển khoản này các bạn có thể là chuyển khoản đến các thông tin ngân hàng như là Vietcombank hoặc là Techcombank ở đây. Nếu các bạn sử dụng app thì các bạn kích vào cái phần là QR code này. Các bạn mở app ngân hàng của mình lên, mình quét cái mã QR code này, mình chuyển khoản theo cái thông tin mã QR code này. Sau khi các bạn thanh toán xong thì nhân viên INET họ sẽ kích hoạt cái dịch vụ của mình đăng ký lên và gửi cho mình cái thông tin đăng ký để mình sử dụng. Nếu các bạn chưa có website hoặc là đang có ý định làm website mà mình không có thời gian làm thì hãy liên hệ bên long để bên long hỗ trợ mình thiết kế website theo các yêu cầu ở bên long cung cấp hai cái dịch vụ là thiết kế website wordpress tức là mình sẽ thiết kế website trên mã nguồn wordpress các bạn có thể tham khảo ở website là longthinhweb web com gói thứ hai bên long cung cấp là thiết kế website theo yêu cầu mã nguồn php các bạn truy cập vào trang là thiết kế web nhanh vn thì ở trong cái kho giao diện này bên Long có rất là nhiều mẫu giao diện về doanh nghiệp bất động sản thời trang làm đẹp thì tùy các yêu cầu lĩnh vực mà bên mình sẽ hỗ trợ thiết kế cho bạn những cái website mà như thế này à, các bạn có thể là vào trang web là thiết kế vn mình có thể tham khảo rất là nhiều mẫu ở trong này nếu các bạn cần hỗ trợ hoặc là liên hệ về các vấn đề về thiết kế web, các bạn gửi liên hệ cho mình vào mail là infoqn@gmail.com hoặc là số online Zalo À, 0979 837 625. Long sẽ hỗ trợ mình. Chúc các bạn mua được những dịch vụ giảm giá trong ngày hôm nay. À, cảm ơn bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.